thân mến chào các bạn đã quay trở lại với Diễm Quỳnh và chuyên mục cập nhật tiến độ dự án của siêu thành phố biển du lịch sức khỏe Đầm Nại Phan Thiết. Hiện tại thì Diễm Quỳnh đang có mặt tại địa điểm trải nghiệm đầu tiên, đó chính là Clubhouse PGA Ocean Golf, nơi mà đang diễn ra một sự kiện rất sôi động và có thể nói rằng là được mong chờ nhất trong năm 2021 tại tổ hợp nghỉ dưỡng du lịch và giải trí 1.000 hecta của Đầm Nại Phan Thiết. Đó chính là sự kiện khai trương PGA Ocean Golf Club, một trong hai sân golf 36 hố độc quyền PGA tại Việt Nam. Và ngay lúc này thì Diễm Quỳnh cũng đang rất là hào hứng muốn vào bên trong để khám phá xem những đường golf đầu tiên sẽ đi như thế nào. Hãy cùng đi với Diễm Quỳnh nhé, đi thôi! Sân golf PGA Ocean và Clubhouse Golf thuộc tổ hợp Novaworld Phan Thiết của tập đoàn Novaland với tổng diện tích bao gồm cả khu Clubhouse lên đến 87,9 hecta. Đây là một trong hai sân golf 36 hố độc quyền PGA tại Việt Nam, đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu PGA. Sân dài khoảng 6.800m do chính tay golf huyền thoại cá mập trắng Greg Norman thiết kế. Khu vực Clubhouse rộng 2.500m2 với những tiện ích kèm theo như sân tập ngoài trời rộng 320m2, khu vực short game, khu vực phòng tập trong nhà đối với các huấn luyện viên đạt chứng chỉ PGA. Đối diện sân PGA Ocean Golf vừa khai trương chính là sân PGA Garden Golf, hiện cũng đang gấp rút hoàn thành và dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào tháng 9 năm 2021. Lúc này thì Diễm Quỳnh đang có mặt tại Clubhouse. Nơi đây thì là một cái không gian có thể nói rằng là vô cùng rộng rãi, thoải mái và sang trọng. Đặc biệt là có shop cung cấp đầy đủ những dụng cụ thể thao chuyên nghiệp dành cho bộ môn golf. Chắc chắn đây sẽ là một nơi vô cùng lý tưởng dành cho các golfer. Từ sân golf PGA Ocean và Clubhouse Golf, bây giờ tôi sẽ di chuyển theo đường Hòn Rồ xuống phía biển để đến ngã ba Hòn Rồ và tuyến đường ven biển Bikini Plover. Không biết khu vực này sẽ có điều gì đặc biệt đây? Thưa quý vị, như vậy là chỉ mất một chút xíu thời gian di chuyển thôi. Thì ngay lúc này Diễm Quỳnh đã có mặt tại ngã ba Hòn Rồ mà quý vị thấy là không khí ở đây đang rất là sôi động đúng không ạ? Đường Hòn Rồ có lộ giới là 44m và đây là một trong những trục đường quan trọng của dự án khi mà kết nối trực tiếp với quốc lộ 1A. Và sau khi hoàn thành thì đường Hòn Rồ sẽ có một cái tên gọi mới, tên thương mại, đó chính là Đại lộ Danh Vọng. Và chắc chắn rằng là sau khi hoàn thành thì đây sẽ là một cái điểm đến vô cùng lý tưởng bởi vì nơi đây tập trung rất nhiều những công trình thương mại, khách sạn, shop house và chúng tôi hứa hẹn rằng là sẽ thu hút rất nhiều lượt khách du lịch trong nước và quốc tế và sẽ là một điểm đến hấp dẫn của thành phố du lịch biển Phan Thiết. Ngay bên phía tay trái của Dũng Quỳnh đó chính là khu Santa Monica, khu nhà phố thương mại. Đây là một vị trí có thể nói rằng vô cùng tuyệt đẹp khi mà ở giữa ngã ba đường lớn. Và sau này khi mà chúng ta quay trở lại khi dự án đã hoàn thành thì tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một điểm đến vô cùng sầm uất tại dự án Novaworld Phan Thiết. Santa Monica chia thành hai khu là khu hướng đồi và khu hướng biển. Trong đó khu hướng đồi rộng 0,9 hecta gồm các shop theo 5 tầng, khu hướng biển rộng 6 hecta gồm các căn shop house 3 tầng. Phân khu này đã chính thức mở bán và có nhiều ưu đãi được áp dụng, nổi bật là chính sách cam kết thuê lên đến 6,6 tỷ đồng trên 5 năm. Ngày hôm nay thì tại Novaworld Phan Thiết đang diễn ra rất nhiều những sự kiện quan trọng nổi bật, trong đó có sự kiện chúng tôi chào đón đoàn siêu xe Việt Rally gồm 50 chiếc siêu xe về tham quan dự án ngày hôm nay và chắc chắn rồi, đây không phải là những hình ảnh dễ dàng có được. Như các bạn có thể thấy thì khu nhà phố thương mại biển này đã hoàn thành và bàn giao 19 căn, chắc chắn sẽ có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nữa quy tụ tại đây. Và điều đặc biệt là chỉ riêng trong ngày hôm nay thôi thì có tới 3 cửa hàng đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động như là Lotteria, này, Baskin Robbins hay là Simfotang. Diễm Quỳnh nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới thì toàn bộ khu này sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích cho khách du lịch tham quan trong nước và ngoài nước. Lúc này Diễm Quỳnh đang có mặt tại khu biệt thự mẫu Florida có tầm nhìn hướng ra biển. Và một điều vô cùng thú vị đó chính là tại đây cũng đang diễn ra hoạt động biểu diễn nhạc acoustic. Rất là thú vị. Mời các bạn sẽ cùng đi với Diễm Quỳnh để khám phá nhé. Đi thôi. Trước mặt của Diễm Quỳnh là những căn biệt thự trải nghiệm đã được hoàn thiện và các bạn cũng có thể thấy rằng là những căn biệt thự rực rỡ sắc màu đang được trồng cỏ và làm sạch nội thất rồi đấy. Lúc này thì Diễm Quỳnh đang có mặt tại khu Clubhouse. Nơi đây có không gian vô cùng rộng rãi và thoải mái. Các bạn có thể thấy là chúng ta có những hồ cảnh quan và cũng có cả hồ bơi nữa. Mỗi khi sáng sớm hoặc chiều về thì có rất nhiều khách du lịch tới đây để tham quan và nghỉ ngơi. Các bạn hãy tưởng tượng đi, chúng ta sẽ cùng chill trong một không gian vô cùng lãng mạn và tuyệt vời như thế này thì sao ạ?
được đưa vào quản lý và vận hành bởi CBRE, nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến thư giãn tuyệt vời của các cư dân và khu vực lân cận. Một số tiện ích khác tại dự án cũng đã và sắp hoàn thiện như khu thể thao phức hợp Sport Complex với cụm sân bóng đá và sân tennis sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2021. Còn đây chính là con đường xuyên tâm. Đây là trục đường chính thứ hai kết nối toàn bộ dự án theo hướng ngang. Việc di chuyển trong dự án sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta đã cùng nhau đi khám phá rất nhiều những địa điểm tiện ích vô cùng thú vị tại dự án Nova World Phan Thiết. Và lúc này thì Diễm Quỳnh đang có mặt tại địa điểm trải nghiệm cuối cùng trong ngày hôm nay, đó chính là khu Bikini Beach. Và tại đây thì mọi hoạt động đang diễn ra vô cùng sôi động bởi vì phía bên trong đài phun nước của Sài Gòn Casa thì có một ban nhạc đang biểu diễn acoustic. Rất là thú vị phải không ạ? Ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn sẽ cùng theo chân Diễm Quỳnh chúng ta đi thưởng thức một chút âm nhạc nhé. Sẽ rất là chill đấy ạ. Would you say goodbye so tonight? Ở đây sẽ có công viên bãi biển với các cụm trang trí trên bãi biển vô cùng rực rỡ và quảng trường sắc màu. Đây chắc chắn sẽ là một điểm check-in vô cùng ấn tượng. Ngoài ra còn có cụm nhà hàng đang xây kế bên quảng trường và khu nhà phố thương mại biển. Sau khi tham quan một vòng dự án Nova World Phan Thiết thì Diễm Quỳnh cảm thấy rất là choáng ngợp trước quy mô của dự án này và đặc biệt hào hứng với hàng trăm tiện ích tại đây. Thật sự rất là mong một ngày dự án được hoàn thành để Diễm Quỳnh có thể quay trở lại và tận hưởng tất cả những tiện ích tuyệt vời này. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng với Diễm Quỳnh tham quan Nova World Phan Thiết nhé. Xin được mến chào và hẹn gặp lại.